quay này em tắt này chứ bà quay là cỡ mà. Dạ. Chúc mừng năm mới hai chị. Xin chào quý vị, tôi đang đứng đây là chợ Hoa Xuân, thành phố Tân An, thuộc tỉnh Long An. Mời quý vị cùng tôi tham quan chợ Tết thành phố Tân An nha. Cà trê bao nhiêu chị? 25.000 Cà trê này là 25.000 một ký. Nghìn một ký. Trong 50.000. Cảm ơn chị nhiều á. Cảm ơn hai chị. Cả này 45.000 ký. Đấy nhiêu không? Cảm ơn cả anh chị á. Hôm nay bao nhiêu cô? 200. Dạ. Hôm nay 200.000 một ký. Dạ. Bữa nay nó lên máy rồi. Có thằng Tết rồi con. Đây là chị bán trà cá thắt lát. Dạ, cá thắt lát. Ở chợ Tân An. Dạ. Vô đá một ngày. À thế à. Rồi mình mua cá sống rồi mình vô đá một ngày rồi bắt đầu mình mới nạo được cậu. À. Hôm nay 240.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều á. Bật ngay bao nhiêu kìa? 240 ký. Thịt đuôi này giá bao nhiêu chị? 60.000. À, thịt đuôi là 60.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn chị á. Chào. Dưa Long An bán tiệc là 10.000 một ký. Cảm ơn các anh nhiều à, cảm ơn nhiều. Chào chị Văn Bảnh. Đây là bạn bao nhiêu một đòn rồi chị? Giờ có 15 ngàn à. Dạ. Được, để tủ lạnh 5-7 ngày ăn được. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều à. Ngõ sen đây là ở Long An luôn rồi chị. Là bao nhiêu kỷ chị? 30 ngàn. Dạ. Cái này là hình như ở Tân Thành nhiều không? Dạ. Ở Tân Thành. Chở gì bác? Dạ, dạ. Cô này bao nhiêu chị? Dạ. Cô này bao nhiêu kỷ? 200 ngàn anh. Chân này chú bán rồi này. Heo giá bao nhiêu chị? Thịt heo 50 ngàn. Dạ. 50 nghìn một ký.
cảm ơn chị nhiều, cảm ơn anh nhiều. Nhiều á. Bắp cải á. 12.000 ký. Mấy? Cà chua là 8.000 một ký. Hả? Cà chua là 8.000 ha. Cà rốt là 16.000 một ký. Hôm nay chợ Tết đông khá chứ? 20 đồng. 20.000 một ký. Xoài đẹp ha. Quýt giá bao nhiêu gì? 30 đồng. Dạ, 30.000 một ký. Hôm nay lấy chị heo con tiêu rồi. Mình này 15.000 một ký. Ờ, quá rẻ không? Dạ. Bao nhiêu một trái khổm gì? 10.000 trái à? 10.000 một trái. Ở đây giá Tết vẫn giống như giá ngày thường nha. Nó cũng vậy à? Ờ, chờ Tân An này ngày Tết không lên giá. Cảm ơn nhiều. Select son nè. Bao nhiêu ký vậy? 1 ký 25.000. Dạ. Cảm ơn anh nhiều á. Cây, cây dứa là 8.000 một ký. Củ cải trắng này là 8.000 một ký.
ớt này 50. 50 nghìn một ký. Ớt Đà Lạt hay gì? Ớt Đà Lạt. Dạ. Bao nhiêu ký hay gì? Dạ 17. Dạ. Tươi á. Tươi mà tại Đà Lạt. Chờ tấm án này bạn cũng giá cũng rẻ ha. Ừ, đúng rồi. Người bán nó nói rồi, mấy chục. Lúc mà bình thường nó còn rẻ hơn vậy nữa. Ở đây gần Tết á, bình thường còn rẻ hơn, bình thường có 10. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cái leo bán sao vậy? Cái leo 10 ngàn con. Cảm ơn nhiều. Hành tây 20.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều á. Còn nữa không? Còn có chục đó. Ủa cái này của cô này hả? Cá tím là 13.000 một ký. 13.000 một ký. Dạ. Dưa leo bao nhiêu vậy? Dưa leo quá, dưa leo 10 ngàn. Dưa leo 10 ngàn. Chào chị bánh rau. Trái 18. Trái 18 nghìn tỷ. Nấu bắp nó bao nhiêu chị? 18. Cảm ơn chị nhiều á. Chào chị bán rau. Hột vịt này nó bao nhiêu một hộp? 28.000 chục. Dạ. Quá đẹp luôn bà hai, từ giờ mà hết mà đẹp ghê luôn bà. Trời ơi, đẹp chứ. Đó, canh cho đúng như má. Nghe không? Giờ đã tới rồi. Để mà con cài lên thì hình có đẹp ghê không? Chỗ này là hai chân lên ba. Cà rau hoặc ai hoặc ai gì nữa. Ơi. Cà rau hoặc ai hoặc ai gì nữa. Ơi. Cà rau hoặc ai hoặc ai gì nữa. Ơi. Cà rau hoặc ai hoặc ai gì bao 10.000 một ký. Biết thành 20. Dạ. Cảm ơn các chị nhiều á. Chào. Dạ. Tiền
mình là 10.000 một ký. Cảm ơn hai chị nhiều à. Chào. Tạo này là 70.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều. Mấy anh chị ơi, một đóa hoa sen chỉ có 30.000 một năm đã qua xuân lại đến, mình chúc bà con hưởng một mùa xuân đầy vui vẻ. Một năm đã qua xuân lại đến, mình chúc bà con hoa vàng đua nở khắp quê nhà, không bằng hoa sen. Nhưng mấy anh chị dù mấy anh chị đi ngược về xuôi cũng nhớ hoa sen. Một đóa hoa sen chỉ có 30.000, hoa sen này là đặc biệt tính nở không tàn đó mấy anh chị ơi, chỉ có 30.000, 30.000 rồi mấy anh chị. Dù mấy anh chị cứ đi ngược về xuôi, mình cũng nhớ một đóa hoa sen 30.000 về mình mượn qua kinh Phật mấy anh chị ơi. Chào chị bán gà. Gà bao nhiêu ký chị? Dạ bán nhiều cơ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn cháu ơi. Này là bao nhiêu ký gì? Bán con 90.000 con. 90.000 một con. Dạ. Vịt là bao nhiêu một ký gì? 65. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Đây là nghêu hay gì? Đây là nghêu, đây là sò huyết. Dạ. Nghêu là bao nhiêu ký chị? 40.000 ký anh. Dạ. Được ở lên răng nhất luôn á. Không biết bao nhiêu gì? Sò huyết này là 32 anh. 32. Dạ. Rau muống bao nhiêu ký vậy anh? Rau muống là 15.000 một ký. Nó cũng bao nhiêu ký? Hôm nay giả chị có 120.000. 120.000 bông tươi bông tươi bông nè. Cho là 65.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều. Mặt này là 10.000 một ký.
Hồi nay là 13.000 một ký. Mới hái luôn nha, còn tươi. Cảm ơn hai anh nhiều ạ. Ở đây là anh với chị lái xe ôm ở chợ Tân An. Ngày Tết đông khách không anh? Đông lắm, sáng đông lắm. Giờ chưa phải nhốc luôn cạnh đường luôn. Dạ. Yeah. Mà rất là hiếm gặp nhá, thường thường xe ôm đa số là mấy ông không à. Đây hiếm khi gặp được chị chạy xe ôm ở chợ Tân An. Dạ. Trên mạng. Yeah. Hôm nào mời anh chị xem nha. Chờ Tết Tân An. Yeah. Chúc chị có nhiều khách nha. Chúc anh chị có nhiều khách. Đây là cổng dẹp. À đây là cổng dẹp. Đây là cổng dẹp Long An. Là làm ăn gầu nếp à chị. Cảm ơn chị nhiều á. Khô đó là giá 750.000 một ký. Cá chỉ vàng hả? Là bao nhiêu ký à? 130. À, cá chỉ vàng là 130 một ký. Cảm ơn chị nhiều. Bao nhiêu hả? Dạ, mua về 100 ra. À, là 100 nghìn một ký. Dạ.
chợ này hôm nay 25 là học cả ngày luôn nha chị. À bán hai dạ dạ. À là 700.000 một ký. Cảm ơn hai chị nhiều. Đây là bánh 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 pía. Đặc sản Sóc Trăng. Là 19.000 một ký. Cái này là gạo này là thơm dẻo á. Thơm mềm cơm thôi chứ không dẻo. Dạ dạ. Làm phiên chị. Dạ dạ. Vậy là sẽ vô và lúc cút tút chợ Tân An là có thôi. Dạ dạ dạ. Đây là đồ trang trí ngày Tết. Lạc xưởng Long An. À, một tuần nữa có gì? Có gì lâu vậy? Chào bà chị, cảm ơn nhiều. Chào hai chị bán trái cây. Dạ. Chào chị đi chờ. Dạ. Chào anh. Cái này quay phim gì anh? Quay phim chờ Tết chị. Dạ. Mới nhất 75 nha. Cái đây là bưởi da xanh nha, bày ra mới chị. Mới này mới gì vậy chị? Đẹp quá trời ha. Thôi quay lên đẹp quá ta luôn kìa. Mùa này về muối luôn á. Dạ. Dạ. Làm dưa bạn nha hả? Nhận nước tương á, nước bãi nhận nước tương á. À dạ. Cảm ơn hai chị nhiều. Chào hai chị. Trái dư. À trái dư hả? Dạ, trái lộc dư. Trái lộc dư. Dạ. Dư. Cái gà này giá 75.000 một ký. Cảm ơn chị nhiều. Đây mấy chị đang làm lạc xưởng. Đúng rồi. Lạc xưởng Long An. Đang vô vô quay nha. Dạ. Yeah. Hôm nào mời mấy chị xem video ở trên mạng nha. YouTube. Du lịch chợ Tân An, chợ Tết Tân An. Một tuần nữa. Du lịch à chợ Tết Tân An. Du lúc nhìn đó. Ở dưới cái bao ấy bao nào kìa. Quay cái này em tát nè chứ bà ơi, quay là tưởng mà. Dạ. Yêu mà. Dạ, chú tụt chị. Làm xong rồi luộc rồi chị. À, làm xong rồi phơi. Dạ. Có thể mà nó không bị hư á. Này giống cho thấy nha. Thì chị làm cái bạo mà không có coi.
Vô tôi có bẩn luôn, hả? Ông đi chỗ là sửa. Mày chị này vui á. Vui. Mà không muốn ăn Tết tại đây. Dạ. Phá qua chứ lại nhà đông quá trời đông luôn. Ủa? Nặng quá. Mấy vị sắm lồ được hả? Được cái tối hả? Dạ. Sột xong rồi. Lên lọt. Vậy xong rồi rửa lên mít tối. Dạ. Cả rô phí giá bao nhiêu chị? 50 ăn. Dạ. Cả này là cá chạch. Là bao nhiêu một ký chị? À, cá chạch là 120 nghìn một ký. Đây là loài lớn đó, loài bự đó. Dạ. Cái này cả dâu hông bao nhiêu chị? 50. Dạ. Cá hủ. Cá ba sa. À, là bao nhiêu chị? Dạ, 50 nghìn một ký. Chào anh Băn Tôm. 350. Tôm này là giá 350 nghìn một ký. Cảm ơn anh nhiều á. Tiếng sóc trăng 20 nghìn một ký. Tỏi Phan Giang 25 nghìn cô bác ơi. Cặp này bao nhiêu chị? 100. 100 hả? Dạ. 50 ngàn chậu. Hả? 50 ngàn một chậu. Dạ, dạ. Chào anh chị đi mua hoa, yeah, mua bông. Dạ, cảm ơn anh. Có bớt rồi chưa? Không bớt rồi. Cái này là bông 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 9 lượng. Cái mã này có nghĩa dạ. Em chạy chi lượng nè, không thấy là lá hết trơn, là cái gì? Chào ông. Không có chạy đây. Cái này là 2, 3, 4, 5. Bánh thò là 45.000 một chậu.
tay. Chào chị mua bông. Cái này là cái gì chị? Cái hoa đăng. Dạ. Mai hoa đăng. Mai hoa đăng à? Dạ 200 một cây. Chào anh. Bông cá. Đây, cái cây này là giá bao nhiêu ạ? Dạ 100 triệu. 100 triệu. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cây quất này là giá 300 nghìn. Chào anh mua bông. Rồi. Chúc mừng năm mới. Quay mặt rồi không quay nè. Chào chị bán bông. Hôm nay đông khách chưa? Dạ cũng được. Chúc chị bạn đông khách chưa? Dạ. Chào anh mua bông. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh chị nhiều. Chào anh bánh bông. Mày lúc đó bốn sao tao biết mặt mày tao kêu lên hình tao kêu mày vậy. Sợ vô trong trái. Không lắm. Đúng rồi. Hôm nay đi chợ bông vui nha. Đúng đẹp luôn. Rõ. Chị đưa đến đây hả? Đúng hết rồi đó. Là tính đủ tiền đó nha. Nó đi chợ. Hôm nay vui á, chúc mừng năm mới hai chị. Dạ,
Chúc mừng năm mới. Chầu mai này là giá 1.200.000. Chúc anh mua bông năm mới vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Chúc mừng năm mới.